Xin chào anh em, hôm nay là ngày mà TOTA Việt Nam giới thiệu Avanza phiên bản 2019 nâng cấp mới. Và tôi muốn giới thiệu đến các bạn chiếc Avanza. Đây là phiên bản có thể coi như tính từ thời điểm này thì nó là phiên bản cũ 1.5 số tự động. Chiếc xe này thì được niêm yết giá là 593 triệu. Tuy nhiên, đây là một chiếc xe được nhập khẩu và sản xuất năm 2018. Do đó ở thời điểm hiện tại kết hợp rất nhiều các yếu tố đời xe rồi phong cũ và mới thì chúng tôi muốn bán chiếc xe này với mức giá khoảng 530 triệu và sẽ tặng kèm cho các bạn đầy đủ tất cả phụ kiện để lên full option, bao gồm dán phim cách nhiệt, bảo hành 10 năm, một bộ ghế da nhập khẩu Singapore do các bạn tùy chọn màu sắc cũng như là phối chất liệu, DVD thì đã có sẵn rồi và chúng tôi sẽ tặng kèm camera lùi, cùng với đó là một chiếc camera hành trình. Trải sàn da cũng sẽ được tặng sẵn theo xe trong trường hợp mà các bạn sở hữu mẫu xe này. Ở phiên bản này thì vẫn giữ nguyên những cái nét thiết kế có thể nói là đời đầu tiên của TOTA Avanza tại Việt Nam. Đèn halogen dạng phản xạ đa hướng kết hợp chung giữa đèn pha và đèn cốt trong cùng một bóng. Ở phần bên ngang bên hông như các bạn đã quan sát, nó chính là phần mà có ít thay đổi nhất so với cái phiên bản mới đây. Thậm chí là nó có những cái điểm tôi nghĩ là nó còn ấn tượng hơn. Ví dụ như cái xi nhan trên gương thì cái mẫu cũ này có, trong khi đó mẫu mới thì được bỏ đi. Phía đuôi xe này, cánh hướng gió vẫn được trang bị. Và hơi tiếc một chút khi anten vây cá ở phiên bản này thì chưa có. Khi các bạn nhận xe chúng tôi cũng sẽ tặng kèm cái chi tiết đó. Còn đây là không gian nội thất. Các bạn lưu ý là về khoang không gian nội thất cũng như là kích thước dài rộng cao thì Avanza phiên bản mới ra mắt và phiên bản chúng ta đang quan sát nó gần như giống nhau 100%, không có thay đổi gì cả. Vẫn giữ nguyên, đó chính là thiết kế 7 chỗ ngồi, ghế nỉ toàn bộ. Hai hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập linh hoạt để gia tăng thêm khoang chứa đồ cho trong trường hợp mà chúng ta di chuyển muốn để được nhiều đồ đạc hơn. Đây vẫn là loại ghế nỉ màu nâu. Và chắc chắn rồi, Avanza sẽ được trang bị tới hai dàn lạnh, cửa gió điều hòa cho tất cả các vị trí và hàng ghế. Ở khoang cabin này, điểm khác biệt duy nhất giữa mẫu mới và mẫu cũ nằm ở cái cụm điều khiển điều hòa. Phiên bản này sẽ giữ nguyên cái hệ thống điều hòa chỉnh cơ với hai cái phím vặn truyền thống. Phiên bản mới thì đã được nâng cấp hơn một chút với phím bấm. Tuy nhiên thì tất cả cũng đều chỉ là điều hòa chỉnh cơ thôi. Hiện tại chiếc xe này sẽ được chúng tôi bán ra khoảng 530 triệu và thông tin chi tiết về thủ tục trả góp, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà tôi đã đính kèm trên video. Nếu có nhu cầu về tham khảo Avanza mẫu mới, các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp theo số máy. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin chào ạ.